Thành chào đón các bác đã quay lại với kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh Bắc Giang các bác nhé. Nhà em thì là cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, đủ các mặt hàng rất là đa dạng cho phục vụ các bác. Đồ chơi công nghệ này, phụ kiện này, đồ nuôi ong, đồ bắt ong. Cái này thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái món để phục vụ cho các bác đam mê chơi diều sáo các bác nhé. Đấy, đó là dây thả diều, dây cước hái đấy. Thì mời các bác theo dõi cụ thể em sẽ thực hiện cho các bác từng cái mẫu một. Thì bây giờ đầu tiên ấy thì là như các bác quan sát này, đây là cước thái màu vàng nhạt nhá các bác nhé, cước nhập khẩu Thái. Thế còn lúc trước ấy, cái cước màu trắng ấy là cước của hàng Trung Quốc hoặc là cước của hàng Sài Gòn, hàng Đà Nẵng. Nhưng mà qua quá trình nghiên cứu thì em thấy cái hàng cước Thái này thì chất lượng nó ok hơn, đảm bảo cho các bác chơi hơn, tốt hơn, thì em sẽ nhập về cũng phục vụ cho các bác này. Em sẽ báo giá luôn cho các bác nhé, để các bác tiện theo dõi. Cái cước này ấy, em sẽ bán theo cân, đã theo cân này và theo quận, có nghĩa là bán chủ yếu theo cận và cái quận nó bao nhiêu cân thì sẽ nhân lên để tính tiền. Thì nó sẽ tùy chủng loại, có quận to quận bé. Như đây này, cái dòng này là dòng 1 ly 8 này các bác nhé. Dòng ly 8 thì nó đóng quận tầm như thế này, tầm như thế này thì nó sẽ vào, nói chung là nhân giá 130. Còn cái tiền phí gửi cho một đơn hàng, các bác có mua một quận hay hai quận hay ba quận ấy, thì nó sẽ vào khoảng là 40.000. 40.000 thì riêng cái tiền cước phí thì em sẽ gọi là cắt nửa bằng trăng với các bác nhé. Em chia đôi với các bác đó là 20.000, em hỗ trợ các bác 20.000 chia đôi đấy, thì các bác sẽ thanh toán với 20.000 tiền cước nhé, 20.000 tiền cước và số 20.000 tiền cước gửi các bác nhé. Thế còn cái tiền cước diều này, cước thả diều này sẽ nhân với giá 130. Ví dụ như cái quận này thì nó là theo đồng hồ này nó là 3 cân non, tại vì cái bì của em nó là 1 cân rồi. Đây. Bì của em nó là 1 cân rồi này. À, 1 cân rồi. Thì em bó thả cước ở lên nó thành 3 cân non, 2 cân 9 rưỡi đấy. Thì tính là 3 cân đi. Thì trừ bì 1 cân đi thì cái quận này sẽ là 2 cân này. 2 cân này. 2 cân với nhân với 130 thì sẽ là 260. 260 cộng thêm gọi là 20.000 phí gửi nữa là 280 các bác nhá. Đấy, 280 là cái quận ly 8 như này, đạt 2 cân này. Thì đối với cái dòng cước Thái này, ưu điểm của nó là nó sẽ bền hơn, dai hơn, chịu lực tốt hơn. Đối với cái dòng ly 8 này thì nó sẽ chịu lực bằng 2 ly của cước Đà Nẵng, của cước Sài Gòn, của cước hàng trắng các bác nhé. Đấy, cái cước hàng Đà Nẵng Sài Gòn ấy thì phải là 2 ly thì mới chịu lực ngang ly 8. Thế còn đối với hàng Thái này là ly 8 nó đã chịu lực bằng 2 ly rồi. Cái mẫu tiếp theo là cái mẫu ly 6, thì đối với hàng này sẽ không có ly rưỡi đâu, nó là chính xác là ly 6 các bác nhé. Đó, chính xác là ly 6, là mẫu này ly 6 thì nó có mấy cái cấu đóng ấy. Cái quận nhỏ đây, quận nhỏ thì nó là 2 cân 2, 2 cân 2 trừ đi bì 1 cân thì nó là 1 cân 2 này. Thì các bác cứ nhân đi, 1 cân 2 nhân với lại 130 và cộng thêm 20.000 phí gửi. Đây, quận này chắc nó cũng cần, quận này thì nó là 2 cân trừ đi bì nó là 1 cân. Như quận này ấy, thì nó là 130 này với 20.000 phí gửi nữa, thì như quận này là 150 này. Thì các bác mua là em sẽ cân cái quận thực tế và em sẽ báo lại cho các bác về cái giá tiền. Thế còn bây giờ em chỉ báo giá công khai cho các bác nó là 130.000 một cân. Còn tiền phí gửi thì các bác hỗ trợ cho em là 20.000, còn lại thì em sẽ bao nốt cho các bác. Còn tiền phí gửi thì ít nhất nó phải là 40.000 cho một cái đơn hàng rồi. Như cái này thì nó là 3 cân 9 này. Đấy, 3 cân 9 trừ đi 1 cân bì thì thực tế của nó là 2 cân 9 đấy. Đấy, như cái này thực tế là 2 cân 9 luôn đấy. Đấy, mẫu này mẫu 6 ly này, quần này là quần to. Thế còn hàng quần to hay quần nhỏ thì nó tùy từng lô hàng. Bây giờ hàng thì cũng rất là khan hiếm, không có nhiều, thì có như nào thì em nhập như vậy. Khi nào mà hết quần nhỏ rồi các bác cố gắng mua quần to. Thế tiếp theo là cái hàng gọi là hàng Mi 2. Đấy, Mi 2 này. Mi 2 thì chắc nó đóng khá đều nhau đấy, đóng theo quận như này. 2 cân, gọi là 2 cân 85, gần 2 cân 9. Thì trừ đi 1 cân đi nó là 1 cân 85 đấy, gần 1 cân 9. Thì các bác cứ nhân với giá 130 sau hỗ trợ cho em 20.000 phí. Quận này nó cũng tương đối bằng nhau này, cũng 2 cân 9 này. Thì tính ra của nó là 1 cân 9 các bác nhé, 1 cân 9 cước cho cái quận mà ly 2. Đối với dòng ly 2 này thì nó sẽ chịu lực bằng dòng ly rưỡi. Đấy, bằng dòng ly rưỡi này. Thế còn dòng ly 6 kia
thì nó sẽ chịu được bằng dòng ni 8 của cước Đà Nẵng. Thế như cái này là ba cân tròn này các bác này, đây ba cân tròn trừ đi một cân bì sẽ còn hai cân tròn này. Thế tùy từng bó nhé, các bác mua hàng thì để em cân cái bó thực tế của em xong em báo lại cho các bác nhé. Thế còn các bác nào mà diều to nhất thì các bác đối với dòng cước Thái này thì cái dòng to nhất họ nhập về thì mới là gọi là 2,5 ly thôi. 2,5 ly này là chơi cho các bác cái diều cả đến 4 m 5 m này nhé. Cái dòng cước Thái nó chịu lực rất là tốt đối với dòng 2,5 ly này. 2,5 ly này đây nó là 3 cân 1, trừ đi một cân bì thì nó là 2 cân 1 cước đấy, 2 cân 1 cước. Nói chung là các bác xem clip các bác đã nắm được về cái giá này, về phương thức hình thức giao dịch thì các bác alo trực tiếp cho em theo số điện thoại tôi ghi trên màn hình nhé. Hàng sẽ gửi đi toàn quốc và các bác hỗ trợ cho em mỗi một đơn hàng là 20.000 tiền phí, còn cái cân thực tế của cước thì nhân với giá là 130 các bác nhé. Cái này thì em đảm bảo cho các bác đây là cái hàng cước Thái nhập khẩu nhé. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video clip sau nhé. Chúc các bác sức khỏe và thành công nhé.